Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Đồng Nai đang truyền tai nhau về hiệu quả vượt bậc của thiết bị máy bay không người lái, có thể thay thế con người làm các công việc chăm sóc cây trồng như phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân, tưới nước, v.v. Hiệu quả mang lại vừa giảm tới hơn 90% sức người, đồng thời giảm được chi phí đầu tư hàng chục triệu đồng trên mỗi hecta so với cách làm cũ. Nếu như không tận mắt chứng kiến máy bay không người lái đang bay lượn trên bầu trời, liên tục phun thuốc xuống cánh đồng, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được việc chăm bón cây trồng lại trở nên nhẹ nhàng tới như vậy. Mô hình ứng dụng máy bay không người lái và bón phân tưới nước chính là cánh tay đắc lực cho người nông dân thời công nghệ 4.0. Với sự hỗ trợ này, việc chăm sóc vườn tược đã dễ dàng hơn so với trước, chi phí thuê nhân công giảm tới 90%. Do người dùng có thể chủ động điều khiển chiếc máy bay theo đúng lập trình. Trung bình thời gian xử lý tưới phun thuốc đã giảm còn hơn một nửa. Theo đó, chức năng của chiếc máy bay không người lái không chỉ phun xịt thuốc cho cây trồng lâu năm mà còn có thể phun thuốc ở tất cả các loại cây trồng hàng năm như cây lúa, đậu, lạc, bắp, v.v. rất tiện lợi. Ưu điểm nổi trội của thiết bị này là lượng thuốc chỉ hết 1/10 so với phun xịt theo kiểu truyền thống. Còn thời gian phun được rút ngắn, người dân không phải tiếp xúc với thuốc trừ sâu bệnh. Ngoài những việc về các bạn có thiết bị ra thì bên em vẫn khuyến khích các bạn mới. Kiểu như mình muốn tìm hiểu về cái mô hình này thì mình sẽ có những cái trang bị sẵn để các bạn thực tiện vấn đề đó mà không phải bỏ chi phí gì. Tại vì nếu mà đầu tư một con máy thì chi phí nó cao thì các bạn trẻ khởi nghiệp nó rất là khó khăn. Thì bên em có các bạn giúp cho các bạn trẻ bây giờ nó thực tiện, tiếp xúc với thực tế, nhìn nhận được cái mô hình của nó. Rồi sau này thì các bạn sẽ phát triển hơn trong cái cuộc sống của mình. Qua thăm hỏi bà con nông dân, cho thấy hiệu quả mà công nghệ này mang lại rất cao, giảm cả chi phí đầu tư, công lao động. Đặc biệt là không phải tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu. Đây cũng là bước khởi đầu cho phong trào áp dụng thành công khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như thiết bị máy bay không người lái là giải pháp hỗ trợ đắc lực cho người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Đây được xem là bước chuyển đổi quan trọng trong việc đẩy mạnh số hóa nông nghiệp, giúp bà con giảm bớt công sức tiền của, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều nông dân được tiếp cận với thiết bị kỹ thuật hiện đại này để từng bước cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để người nông dân Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới. Hiện đại, chuyên nghiệp và hoành tráng là những cảm nhận đầu tiên về đội máy bay không người lái. Đội máy bay này được thành lập và hoạt động theo phong trào tập hợp những bạn trẻ yêu thích điều khiển máy bay không người lái trên địa bàn huyện Trảng Bom cùng các huyện lân cận. Sau gần một năm ra mắt, câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp này đã thông qua điều lệ và hoạt động trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Các thành viên tham gia câu lạc bộ là những tập thể cá nhân đam mê điều khiển máy bay không người lái ứng dụng hỗ trợ ngành nông nghiệp như phun thuốc, gieo hạt, rải phân bón và truyền thông cho các hoạt động trên địa bàn tỉnh. Thì đối với cái câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp thì đã được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh theo dõi rồi khảo sát và làm việc với các anh chị thanh niên có cái sở thích này. Thì qua cái thời gian làm việc thì Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh hướng đến cái thành lập cái câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp. Cũng theo đánh giá của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai, trong gần một năm qua, các thành viên đã thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch mà câu lạc bộ đã thông qua, không lấy danh nghĩa của câu lạc bộ để phục vụ mục đích riêng của các cá nhân. Đặc biệt, khi tham gia bay, luôn tuân thủ, có sự cấp phép do cơ quan chức năng xác nhận. Bên cạnh đó, góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất, lợi nhuận, tối ưu hóa sản xuất và đem lại nhiều cơ hội phát triển. Đồng thời, câu lạc bộ hoạt động để các bạn trẻ đam mê máy bay không người lái có thêm được cơ hội phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia các công tác xã hội, ứng dụng hỗ trợ ngành nông nghiệp tại tỉnh nhà.
Thì đối với lĩnh vực công nghệ thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng như là Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, đặc biệt là trong cái sử dụng công nghệ 4.0 để thành lập một cái câu lạc bộ trực thuộc Ủy ban Hội tỉnh, để cho các bạn có cái việc mà phát huy hết những cái tài năng, những cái kỹ thuật, những cái công nghệ của mình đã được tiếp cận, để nhân rộng và trao đổi những cái kinh nghiệm, những cái kỹ thuật cho các bạn khác. Tương tự, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Đồng Nai sẽ tiếp tục sát cánh và hỗ trợ các tập thể cá nhân trong quá trình hình thành và xây dựng ý tưởng dự án mới hiệu quả. Đặc biệt là những dự án về phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, góp phần để nông nghiệp số tại Đồng Nai thực sự cất cánh phát triển. Đây là buổi offline của các thành viên câu lạc bộ máy bay hỗ trợ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Cái bộ môn này nó đem lại cái phát triển về nông nghiệp ở địa phương khá là nhanh. Tiêu biểu như là hiện tại thì có khoảng hơn 80% diện tích nông nghiệp là đã bắt đầu ứng dụng qua cái mô hình này. Và nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao cho người dân. Cũng hiện tại cũng rất là nhiều người cũng chưa biết đến nhiều về đội bay hỗ trợ về nông nghiệp. Thì em có thể chia sẻ thêm trong cái cuộc trò chuyện này, thì em có thể chia sẻ thêm về cái hoạt động của hội như thế nào, để mọi người cùng biết thêm. Dạ vâng. Thì bên em tên đầy đủ là câu lạc bộ máy bay ứng dụng hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai. Nhưng mà cái tên thì nó dài quá, thì bên em sẽ gọi tắt là đội bay tỉnh Đồng Nai, là để cho mọi người có thể dễ tìm kiếm hơn và biết đến đội. Dạ. Thì hoạt động từ bao giờ? Dạ. Thì đội tụi em là hoạt động chính thức là vào tháng 6 năm 2023. Thì đây cũng là cái nơi mà để cho các bạn mà trẻ có định hướng mới, là có một cái nền tảng để mình phát triển sâu hơn vào cái công nghệ này. Từ đó thì mình giảm thiểu được cái rủi ro khi mà rơi rớt của khi mà mình thành con máy này. Em có thể chia sẻ một chút xíu về cái quá trình mà mình tham gia vào đội bay như thế nào hả? Đội em mới đầu mua máy về thì bay ở gần nhà, thì bay sau này có tìm hiểu trên mạng xã hội mới nhờ sở chơi giúp của anh Xin này mới tham gia vô câu lạc bộ. Dạ, cũng mới được một tháng nay. Lúc tham gia vô với câu lạc bộ thì cũng hỗ trợ bà con nhiều và tham gia nhiều hoạt động như từ thiện, rồi anh em hỗ trợ lẫn nhau trong kỹ thuật bay khi gặp trục trặc. Em tên Hải, em cũng mới tham gia vào câu lạc bộ đội bay tỉnh hôm nay cũng gần đây. Thì trong quá trình làm việc và trao đổi với mấy anh em thì cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, rồi hỗ trợ nhau được trong những lúc mà máy gặp trục trặc, rồi anh em cũng tạo điều kiện giúp đỡ mình trong công việc nhiều hơn. Mình cảm thấy nó có lợi ích, giúp đỡ được cho nhiều bà con nông dân đỡ tiếp xúc trực tiếp với thuốc bảo vệ thực vật. Mình tên Bảo, mình cũng là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm. Thì mình đội bay của mình thì có tên là Phương Tuấn. Mình khi mà mình được tiếp cận cái công nghệ này thì mình thấy nó rất là hữu ích cho bà con nông dân. Thì cái nữa là khi mà mình giảm thiểu được cái tác hại của thuốc trực tiếp, cái nữa là rút ngắn được thời gian khi mà mình phun thuốc. Ngoài ra thì qua giao lưu với anh em ở đây thì thấy đây là một câu lạc bộ rất là có ích, với nhiều cái những hoạt động nó thiết thực, như là những cái chương trình như sinh thì hay có những cái chương trình làm từ thiện giúp đỡ những trẻ em vùng cao, rồi và nhiều những hoạt động khác nữa. Chỉ là anh em thì tự nâng cao ý thức của mình, thì khi tham gia các hoạt động cũng như là khi mà vận hành máy móc cho an toàn, không gây rủi ro gì cho mình và cho người xung quanh. Và cũng chính những buổi offline này là cơ hội để các thành viên đội bay được ngồi lại chia sẻ với nhau về những tâm tư trăn trở và cả những kinh nghiệm trong câu chuyện hỗ trợ nông nghiệp của họ.
Phải nói đến nay thì các thành viên đội bay là bắt đầu đã được cộng thêm rất là nhiều thành viên mới, và cũng như là mọi người cũng rất là hăng say trong cái việc tham gia vào cái hoạt động này. Thì xin có thể chia sẻ thêm về như những chia sẻ của các bạn về cái kỹ năng, phổ cập thêm những cái kỹ năng bay cũng như an toàn bay và thậm chí là sử dụng thuốc cho an toàn. Đối với các bạn thì sắp tới câu lạc bộ sẽ có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào để giúp đỡ các bạn có thể khắc phục những điều này? Dạ vâng, thì những kế hoạch tiếp theo của nhóm á, là sẽ thường sẽ tổ chức các buổi training của giữa người mới với người cũ. Từ đó là mình sẽ rút được những kinh nghiệm của người đi trước rồi. Và tại vì những người đi trước họ có kinh nghiệm bay, giờ bay họ rất là nhiều. Thì bù đắp lại những vấn đề đó, họ sẽ nhìn nhận được mọi địa hình bay nó sẽ khác nhau, và từ đó rút ra những cái rủi ro có thể gặp, ví dụ như là ban đêm, rồi những cây cối hoặc là những cái tác nhân gây ảnh hưởng như là gió, thời tiết hoặc là thuốc nó bị ảnh hưởng của gió ra ngoài, thì sẽ truyền đạt lại cho những người mới bắt đầu chơi để họ từ đó họ làm việc nó hiệu quả hơn và nó đem lại cái hiệu quả cao cho người nông dân. Dạ. Cơ chế hoạt động cụ thể của đội bay là như thế nào, cái nguồn kinh phí ra sao và cái cách mà mọi người cùng bảo quản những thiết bị của mình như thế nào? Dạ. Thì cái quy chế của đội á, hầu như là tự túc. Ví dụ như là anh em mà có ọp ít hay là giao lưu với nhau thì mọi người sẽ bỏ một ít gì đó. Sau đó mình sẽ tụ họp để chia chạy khoảng như là nước hay là gì đó thôi. Dạ, chủ yếu là mình có một cái sân chơi thì để mình học hỏi được thêm của những người mà họ bay nhiều rồi. Những người đi trước họ có thể bay diện tích tới hàng ngàn hecta rồi. Thì cái trải nghiệm của họ nhiều và họ đã từng gặp sự cố rồi, thì họ chia sẻ lại, từ đó các bạn trẻ sau này họ sẽ rút ra được và sẽ cẩn thận hơn trong cái quá trình bay, tránh rủi ro về tài sản cũng như là con người. Dạ. Yeah. Phải nói là đến thời điểm này, qua nhiều tháng gần một năm hoạt động, thì câu lạc bộ đã mang lại nhiều kết quả, là điển hình là bà con đã có những cái phản hồi tốt. Thì với những cái khả quan như thế thì trong thời gian sắp tới, riêng Sinh cũng như là các thành viên của câu lạc bộ sẽ có những cái kế hoạch hỗ trợ tiếp theo như thế nào về giá cả cũng như là cái cách thức để giúp bà con như thế nào để bà con có thể được thụ hưởng tốt nhất về cái lợi ích mà cái mô hình này mang lại. Dạ, thì sắp tới thì bên em sẽ có khuynh hướng là phát triển đội rộng hơn để có đủ nguồn lực và sẽ chọn những cái khung giờ tốt nhất. Tại vì sẽ có những cái khung giờ như là đêm thì nó sẽ hỗ trợ về cái phần hiệu quả của thuốc cao hơn, thì như vậy thì sẽ hạn chế được cái lượng thuốc ra môi trường dư thừa. Dạ. Cũng thêm vào đó thì khi mà nhân sự có thì mình sẽ hỗ trợ bà con tốt hơn. Dạ, thì mong muốn của em cũng như cậu đội thì hầu như là hoàn thành tốt cái nhiệm vụ thôi, để bà con được mùa. Cái đó đều đó là cái điều mong muốn của bên nhóm và chung của em. Ngoài phô diễn về màu sắc kiểu dáng, qua màn biểu diễn này, những chiếc máy bay làm nông không người lái này còn đỏ cả khả năng chuẩn xác trong kỹ thuật điều khiển. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như thiết bị máy bay không người lái là giải pháp hỗ trợ đắc lực cho người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều nông dân được tiếp cận với thiết bị kỹ thuật hiện đại này để từng bước cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để người nông dân Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.